có thể anh chị chưa biết vào ngày 3 tháng 2 2025 thì Google đã update một cái bản mới của trình AI tạo hình ảnh của họ tức là Imagen 3 anh chị đây là một bản update lớn của Google để tạo ra hình ảnh trong Imagen 3 anh chị và khi mà anh chị vào trong đây chúng ta sẽ thấy có một cái bảng xếp hạng như thế này chúng ta sẽ thấy là từ văn bản mà tạo thành hình ảnh hiện tại thì Imagen 3 này được đánh giá khá là cao anh chị cao hơn cả cái model Ideal RAM 2.0 và Plus 1.1 Pro anh chị. Đối với mình á, thì cái bạn Ideal RAM 2.0 nó khá là mạnh rồi và bản Plus 1.1 Pro á, cũng là bản cực kỳ tốt anh chị. Nhưng mà cái bản IMAGINE 3.0 của Google nè, nó còn mạnh hơn cả hai phiên bản này. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ test thử xem khả năng của IMAGINE 3 này tạo ra như thế nào mà nó có khả năng tạo ra hình ảnh tốt hơn cả hai AI này anh chị. Cùng theo dõi và thực hiện với mình trong video hôm nay nhé đầu tiên á, để sử dụng được mô đồ này á, thì chúng ta sẽ vào trang web là last google ha và đường link mình sẽ để phần mô tả anh chị đây là một cái đường link nó khá là dài ha khi mà vào đây rồi anh chị sẽ thấy là ở việt nam á, chưa có thể sử dụng được chúng ta mới chỉ có thể sử dụng được ở một số quốc gia thôi thì anh chị nếu mà muốn sử dụng thì chúng ta có thể chuyển vùng về mỹ ha thì chúng ta có thể chuyển sử dụng được sau đó chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản thôi thì ở đây anh chị sẽ có một cái tài khoản như thế này chúng ta đăng nhập từ Google vào đây là được ha vào đây rồi thì anh chị sẽ thấy là giao diện như thế này khá là đơn giản để có thể sử dụng ha ở đây thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được tiếng Anh thôi anh chị tiếng Việt thì mình thấy chưa có thể sử dụng được một chút nữa trong video này á ở phần sau mình sẽ hướng dẫn anh chị cách để sử dụng tiếng Việt và chúng ta không cần chuyển VPN ha chúng ta cũng có thể sử dụng được ở trong đây mình sẽ thử một số hình ảnh để xem khả năng tạo ảnh nó như thế nào ha. Thông thường thì mình sẽ tạo những hình ảnh kiểu như siêu thực trước. Ok ha, bây giờ mình sẽ thử trước một rơm giống như thế này. Tức là một bức hình của bánh mì truyền thống Việt Nam chẳng hạn. Đấy, mình chỉ cần gõ một câu lệnh rất đơn giản thì thôi ha. Sau đó chúng ta có thể chọn ở đây một số cái định dạng kiểu như là anh chị có thể thích cái phong cách minimal chúng ta tạo ra hình ảnh kiểu như là tối giản hoặc là sketchy tức là tạo ra những cái bản vẽ hoặc là hoặc là handmade chẳng hạn thì chúng ta có thể chọn thêm những cái từ ở đây thì nó sẽ tạo ra nó cho phép chúng ta chọn một số cái từ khóa đây anh chị còn nếu không thì chúng ta cũng có thể chọn một cái số cái dạng này anh chị có thể bấm vào phần mo ở đây ha thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một số như này ví dụ như đây mình sẽ chọn kiểu là photography ha ở dưới đây mình sẽ chọn là best quality ha đây anh chị sẽ thấy ha và định dạng mình sẽ để là 16 chín chẳng hạn sau đó chúng ta bấm vào create ha hiện tại tính ra các ai mà tạo hình ảnh hiện tại mình thấy nếu mà đánh giá tốt nhất có thể là Midjourney này ideal nè hoặc là red 1.1 pro ha thì đó là một trong những cái ai tạo hình ảnh rất là tốt anh chị và đây cũng là một công cụ mà google giới thiệu và mình nghĩ với lượng data của google hiện tại thì những cái bức ảnh của họ tạo ra sẽ có độ chân thực rất lớn anh chị Ví dụ như thế này, một bức hình về bánh mì truyền thống của Việt Nam ha. Thì anh chị sẽ thấy ha, ở đây có một số tấm hình, bốn tấm hình như thế này. Những tấm hình này anh chị sẽ thấy là cái chất lượng khá là tốt ha, nhìn rất là giống với là bánh mì của chúng ta ha. Giả sử như bây giờ chúng ta sửa lại đây không phải là cái chữ bread nữa mà mình để cái chữ bánh mì nhưng mà bánh mì không giấu thì liệu ra nó có hiểu hay không? Khi mà chúng ta test ở trong đây mình đã test thử tiếng Việt anh chị thì nó không hiểu được ha và mình sử dụng thử tiếng Anh ấy, thì nó lại có thể hiểu được. Đây anh chị sẽ thấy ha, dù là chúng ta sử dụng tiếng Việt, những cái món ăn mà khá là phổ biến, ấy, ví dụ như bánh mì này hoặc là phở này thì nó đều có thể hiểu được ha. Và đã tạo ra cho mình một cái bức hình như thế này. Rất là đẹp ha anh chị, ví dụ như bức hình này là bức hình khá là đẹp nè. Phía sau có background mờ phía sau, đấy nhìn rất là đẹp ha. Nó giống như là một ảnh chụp thực tế luôn. Nếu mà chúng ta so sánh về cái độ chi tiết và chất lượng hình ảnh ấy, thì nó có thể là ngang ngửa với lại Missoni hoặc là Ideal RAM anh chị? Bây giờ mình sẽ thử lại một bức hình khác, đó là một cái bộ áo dài của Việt Nam chẳng hạn. Đây là một trong những hình ảnh mà khi mà chúng ta tạo ra từ trong Ideal hoặc là Missoni thì thoảng nó vẫn sai hả chị? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái từ áo dài ấy, thì đôi khi nó không hiểu được là hình ảnh nó tạo ra như thế nào Ví dụ như thế này. đấy mình sẽ điền một cái câu rơm như thế này rất đơn giản ha tức là bức hình chụp về một người phụ nữ mặc áo dài truyền thống của Việt Nam ha áo dài trắng ha thì chúng ta sẽ xem thử ở trong Imagine 3 này á, tạo ra được như thế nào anh chị Đấy anh chị có thể thấy ha về phần hình ảnh về độ sắc nét khá là tốt anh chị chúng ta có một số bức ảnh anh chị để mình mở bức ảnh này lớn lên cho anh chị xem ha chúng ta nhìn thử là về cái độ chi tiết á, cũng khá là tốt anh chị về gương mặt của người nè cũng không có bị lỗi lắm một số bức ảnh khác anh chị có thể thấy ha về tay chân cũng rất là hợp lý ha không có bị dư ha và phía sau á bắt rau nó cũng tạo ra được cái bắt rau kiểu kiểu giống như là ở một cái nơi nào đấy của Việt Nam anh chị khá là đẹp ha nó giống như là một ảnh chụp thực tế ha với cái khả năng của Google và với cái lượng data mà họ có thì mình nghĩ cũng không có quá bất ngờ khi mà họ tạo ra được những cái sản phẩm như thế này anh chị tạo ra những bức ảnh như thế này bây giờ mình sẽ thử lại một cái phong cách khác đó là bây giờ chúng ta sẽ không tạo ra hình người nữa mà bây giờ mình sẽ tạo một cái dạng hoạt hình và ở trong cái dạng hoạt hình đó đó mình có thêm những cái phần chữ hả anh chị thì nếu như nói về cái việc mà viết chữ hiện tại thì trong ram tạo khá tốt ha mình thử xem khả năng tạo ở trong imagine 3 này của google có khả năng tốt như vậy hay không anh chị ở đây có một số chữ là ví dụ như anh chị có thể hình dung được cái câu rơm này là một cái nhân vật hoạt hình theo cái style của Pisa ha mở cuốn sách ra và viết trên những tăng giấy trong đó nó có chữ là today và skill ha và nó có một cái dòng tiếng Anh khá là dài ha start writing the success story of your life ha khá là dài ha anh chị thì ở đây anh chị có thể thấy anh nó tạo ra bốn bức hình và gần như là những cái chữ trong đây nó đều có thể tạo ra tốt cho chúng ta ha ví dụ như thế này anh chị có thể thấy ha rất tốt ha chỉ có nhân vật hình hoặc hình nè thì nó tạo chưa đẹp lắm thôi mình sẽ so sánh thử với lại IDORAM để anh chị biết được là khả năng tạo ở giữa hai cái hình ảnh này Hai công cụ này nó như thế nào ha Mình thử lại một Chrome khác cũng có phần test khá là nhiều Tức là hàm ý của hình ảnh này là một người đang ngồi chờ cái thời điểm tốt nhất để có thể thực hiện Còn một người khác thì bắt đầu hành động liền hết anh chị Đấy Đó là cái idea của cái bức hình này và anh chị sẽ thấy ha Ví dụ như hình đầu tiên đi Khá là tốt ha tạo ra đúng cái idea mà mình mong muốn cho câu Chrome này anh chị khá là hay ha như vậy á, thì chúng ta có thể đánh giá được Emerson 3 này á, thực tế là khá là mạnh anh chị và nó có thể sánh ngang với lại các model mạnh nhất hiện tại để có thể tạo ra được những hình ảnh chất lượng anh chị và hiện tại thì chúng ta cũng có thể sử dụng nó miễn phí ở trong đây khá là tốt ha như trong đầu video mình nói là khi mà chúng ta sử dụng trong đây hiện tại chưa có thể sử dụng ở IP Việt Nam Mà chúng ta chuyển VPN sang nước ngoài Ví dụ như sang nước Mỹ chẳng hạn Thì bây giờ có cách nào chúng ta sử dụng ở trong Việt Nam hay không Thì chúng ta có thể sử dụng bằng một cách Đó là chúng ta vào Gemini hả anh chị Ở đây anh chị sẽ thấy có một cái model của Gemini là 2.0 Plus Ở đây nó có thể tạo ra được hình ảnh hả anh chị Ở trong Gemini thì nó được một cái lợi thế Đó là tạo được tiếng Việt này Không cần chuyển vùng IP này Nhưng mà cái nhược điểm đó là chúng ta chỉ có thể tạo được hình vuông thôi anh chị chưa có thể nào tạo được những cái định dạng khác ha ở đây mình yêu cầu nó tạo về một cái tô bún riêu thì có vẻ là nó tạo cũng chưa có được chính xác lắm anh chị hình ảnh thì chúng ta nhìn có vẻ là cũng hợp lý đấy nhưng mà có vẻ nó cũng chưa có chính xác lắm ha bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là vẽ về nhà thờ đức bà ở thành phố hồ chí minh xem nó như thế nào anh chị những hình ảnh kiểu như thế này á khi mà chúng ta tạo ra ở trong các công cụ giống như là Midjourney hoặc là Ideogram thì khả năng nó tạo ra không tốt đâu bởi vì nguồn data chưa có nhiều đâu anh chị nhưng mà đặc biệt với Google với Gemini thì những bức hình này không có thể nào làm khó được họ ha và những bức hình anh chị có thể thấy ha chất lượng rất tốt ha chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta sẽ biết được là đây là hình nhà thờ Đức Bà anh chị khả năng mà hiểu được yêu cầu của nó đặc biệt là cho những hình ảnh mà chỉ có riêng tại Việt Nam á, thì khá là tốt ha mình cảm giác giống như là nó lấy một cái bức hình nào đấy từ Google vệ tinh và nó đem về đây cho mình ha ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo tiếp hình ảnh về hồ gươm chẳng hạn đấy ví dụ như bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là tạo một hình ảnh về hồ gươm vào ban đêm thì nó sẽ tạo ra như thế nào ha khi mà chúng ta sử dụng trong đây thì giao tiếp với Gemini cũng khá đơn giản chỉ cần gõ tiếng Việt và nó đều đã thể hiểu được anh chị đây là hình ảnh hồ gươm về ban đêm nó đã tạo ra được cho chúng ta ở trong mini này anh chị chúng ta có thể xem thử kết quả như thế nào ha rất đẹp anh chị bởi đây là kết quả anh chị nó tạo ra khá là đẹp anh chị Tuy nhiên nó có những cái điều nó chưa hợp lý lắm ha Ví dụ như bên cạnh cái hồ này thì có thêm một cái tháp rùa nữa chẳng hạn thì có vẻ là nó chưa hợp lý lắm ha xét về tổng thể á, về những hình ảnh khi mà chúng ta nhìn lướt qua thì nó khá là đẹp ha còn những cái hình ảnh mà khi mà chúng ta zoom vào chúng ta xem chi tiết á, thì ở trong Gemini nè, nó tạo ra cho chúng ta cũng chưa tốt lắm đâu. Ví dụ như bây giờ mình sẽ tạo thử một số hình ảnh về các món ăn đi chẳng hạn, ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tạo về cái món cơm chiên gà sốt mỡ chẳng hạn. Wow, thực tế là những hình ảnh ở trong đây tạo ra với cái độ chi tiết và cái độ chân thực rất là tốt ha. Sắp đến có vẻ là mình sẽ chuyển từ 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 Missioni sang sử dụng ở trong Germany đi anh chị bởi vì trong Germany nè khi mà anh chị sử dụng ha thì nó tạo ra cho chúng ta những hình ảnh khá là ổn ha nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về cái độ logic á, thì có vẻ nó cũng chưa có hợp lý lắm ha ví dụ như cơm gà sốt mỡ mà ở đây nó có phần thêm phần nước sốt thì đối với mình thì có vẻ là không hợp lý nhưng mà đối với anh chị có thể là nó hợp lý thì đó là quan điểm của từng người thôi anh chị còn đối với mình thì nó chưa hợp lý lắm ha nhưng mà nhìn xét về tổng thể á về hạt cơm này anh chị sẽ thấy ha về phần gà chiên này đó và về phần dĩa này thì nó rất là đẹp ha anh chị nhìn có vẻ giống như là một bức hình chụp thật chứ không phải là một hình tạo ra từ trong AI nữa anh chị mình sẽ thử lại một cái cảnh cuối cùng đó là một cái cảnh về bắt đánh bắt cá chẳng hạn thì anh chị có thể xem thử ha khi mà mình yêu cầu nó là tạo một cái cảnh về đánh bắt cá ở vùng quê Việt Nam đi thì nó báo cho mình là nó đang học hỏi nên đôi khi có những hình ảnh nó tạo chưa chính xác ha đây nó báo cho mình á là cái hình ảnh này nó có thể là vi phạm về nguyên tắc hả anh chị thì mình cũng không biết là nó vi phạm như thế nào có thể là nó hiểu sai về cái việc mà đánh bắt hả anh chị nó có thể hiểu sai về cái vấn đề đó nên ở đây á với câu lệnh này á thì nó chưa tạo cho mình một bức hình hả anh chị mình sẽ sửa phần rơm này lại một tí để nó tạo ra cho mình một cái hình ha để chúng ta xem thử coi nó có thể tạo được hay không hả anh chị khi mà mình sửa câu rơm lại anh chị thì ở đây nó sẽ báo cho mình á là germany events sắp có tính năng tạo hình ảnh người tức là hiện tại á, nó chưa có thể tạo được hình ảnh người hết anh chị và khi mà anh chị sử dụng trong đây bản miễn phí thì cũng không thể nào có tạo được hình người hết anh chị thì đây là một trong những điều khá là thú vị ở trong Gemini này anh chị tức là nếu mà chúng ta muốn sử dụng để tạo hình người á, thì chúng ta cần phải sử dụng là Gemini Advanced thì chúng ta mới có thể tạo được ha và sắp đến thôi chứ hiện tại thì cũng chưa được anh chị sẽ xem thử mức giá trong Gemini Advanced này bao nhiêu ha ở đây chúng ta sẽ có mức giá đây anh chị sẽ thấy ha nó đâu đó tầm 500 nghìn một tháng anh chị. Chúng ta có thể tham khảo thêm ha. Với những hình ảnh kiểu như thế này anh chị có thể sử dụng ở trong Labs của Google giống như ở cái bước đầu mà chúng ta sử dụng để chúng ta có thể tạo ra được anh chị. Đây, đây là những hình ảnh ha. Ở trong đây thì mình thấy là không có bị giới hạn về tạo hình ảnh có người anh chị. Còn ở trong Gemini ví dụ như anh chị có thể yêu cầu một câu rất đơn giản đó là tạo hình ảnh về một người đang mặc áo dài đi thì có khả năng Gemini trong đây vẫn chưa tạo được hình ảnh anh chị nó yêu cầu mình là Gemini Advanced mới được ha đây anh chị chúng ta có thể phân biệt được ha khi mà chúng ta sử dụng ở trong Gemini thì khi mà chúng ta tạo hình ảnh ở trong đây á bản Advanced tức là bản khoảng 500 000 một tháng giống như hồi nãy mình nói á, mới có khả năng tạo được ảnh người anh chị còn nếu như chúng ta sử dụng trực tiếp ở trong Last Google á thì nó có thể tạo ra hình người hả chị và trong đây thì nó cũng thể sử dụng miễn phí chúng ta không cần sử dụng cái băng Avance gì hết ha Ok anh chị đó là về Google Imagine 3 anh chị một cập nhật rất là đáng giá của Google về việc tạo hình ảnh anh chị đây sẽ là một công cụ có thể thay thế được các công cụ khác tạo hình ảnh rất tốt hiện tại ở trên thị trường anh chị ví dụ như Midjourney hoặc là Adora hoặc là Flash Pro anh chị có khả năng sắp đến thì một số người dùng cũng sẽ chuyển từ những công cụ AI tạo hình ảnh tốt nhất hiện tại sang bên Imagine 3 anh chị và mình thì mình cũng sẽ cân nhắc để mình có thể chuyển qua đây ha bởi vì hiện tại thì nó cũng đang có thể sử dụng miễn phí sắp đến thì chúng ta cũng chưa biết như thế nào Ok anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé và chúng ta sẽ gặp lại trên các video lần tới trên channel nghe cộng sở Bye bye anh chị